Bên sướng nha, có stylist thiết kế đồ riêng cho mặt luôn. Nãy giờ bên tiền là tự nói luôn á. Rồi giờ mặc cái quần này với cái áo nào cho đẹp, bên nói nghe Cái thử quần coi. này nó bị rạn rồi. Tôi có kim mai đồ chỉ rồi. Mai lại khâu lại hoặc là lấy kim tâm sĩ. Thì mặc cái này khoác về được rồi. Rộng như một phút đi tục Áo đó luôn được không Ben? Khoác này đi. và khoác thêm cái áo đó nữa là được được nhưng mà lỡ đi tục quần rồi sao tôi ôn cởi quần đi mặc quần cọc thôi. À, khỏi đây quần này vô mới đẹp. Trời ơi mặc đồ đó mặc quần cọc màu đen đen nè, về nhớ trả nha. Mặc áo đó đi, mặc vô đi, mặc vô hết đi, tin nó đừng cãi. Cãi stylist hả Ben? Ben dám cãi stylist hả? Rồi. Nó bị rộng lên luôn. Rồi không sao. À rộng chứ. Cho đẹp. Cởi quần nó ra luôn. Áo bị rộng vậy hả? Ừ nó vậy á. Cởi quần nó ra đi. Không được, đi quay phim. Hot chưa? Yeah. Chúc mừng Ben đã có phong cách mới của ngày hôm nay. Rồi đi về. Về Ben. Các bạn biết không, hôm nay á Ben tới lại đây ngủ một đêm với Tayon luôn á. Tayon Ben nói bí mật này nha, Tayon chỉ có ngủ 2 tiếng đồng hồ buổi khuya rồi tôi dậy làm việc hoài máy tính luôn á. Mà tôi không mắc biết tại sao không? Bác sĩ Tayon á là thường á chỉ có 10 trên 10 thôi mà Tayon là tiên cá tới 12 trên 12 quá các bạn biết không? Quên chưa? Quay rồi đó. Làm gì vậy Ben? Ben bị lạm võ thuật rồi các bạn ơi. Thôi Ben tự đánh nhau với cái kiến rồi bạn. Rồi tới giờ dài rồi Ben ơi đi dài chưa? Ôi trời. Hôm nay sao Ben tăng động dữ vậy Ben? Động lực nào? Rồi. Các bạn thấy không? Nếu mà mấy em nhỏ mà cứ hả cho coi mấy cái phim kiếm hiệp đánh lộn đồ rồi đấu võ đồ là mấy em sẽ bị lậm như vậy. Các bạn thấy không? Super Saiyan Team. Biến thành tóc vàng này. Super Saiyan Blue. Bởi vì các bạn hãy trở thành người cá nha, chứ đừng có làm người thường. Làm người thường rảnh không có việc gì làm đi coi mấy cái phim tào lao về cái xong múi giỏ mà soi gương nè. Soi gương như tự kỷ nè. Mày đâu có tự kỷ đâu, nãy giờ bên diễn mà. Ủa bên diễn, à bên diễn cái hành động của mấy bạn bị lậm phim đúng không? Đúng rồi. Như vậy là mình nên làm người cá đúng không Ben? Đúng rồi. Chính xác. Tốt hơn thì đừng coi trai đừng bôn. Phim đó nhiều cảnh đánh lộn quá bị cấm chiếu ở Nhật Bản nhưng mà Việt Nam mình thì không cấm chiếu. Rồi thôi mình đi. Bây giờ mình đang làm mấy Super Saiyan là của phim đó. Ok bây giờ mình đi về thôi Ben. Đi học bữa nay mình có cái lớp học dựng phim rồi học. Hôm nay bây giờ Ben phải đi học patin rồi. Đi học patin rồi tối rồi mai rồi đi bơi nữa rồi chuẩn bị thứ bảy này mình chuẩn bị vô sự kiện người cá đi ra Vũng Tàu bơi. Đúng rồi, chuẩn bị nữa. Sức khỏe tràn trời chứ nhiệt tình. Yeah. Ok. Bye bye các bạn nghe bây giờ mình sẽ đi về và clip tiếp theo đây sẽ là một clip của theo phong trào Ningo phong trào đó. Nếu các bạn dù đó là phong trào ăn cái đó nhưng cái đó rất có hại cho các bạn nhớ subscribe kênh của Ben.
đi làm thầy gì về con đi. Ok, bye bye nha bé.